Hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây nhãn lồng Phụng Châu, dạng cây to, cây lở, cây lớn nha. Thì cũng có nhiều anh chị thích trồng những cái cây hoành to. Cái hoành của cái cây nó to thì cái cây này thì to khoảng là 100 hoành. 100 hoành luôn nha bà con. Trời ơi, rễ nè. Nào, cái cây nó rễ nó lòi chổm chổm lên luôn nè quý bà con chúng ta, nhìn thấy cái rễ của cái cây không ạ? Y như cái cọng giá luôn ha bà con. Nhãn lồng Phụng Châu cái cây to này á, thì bên Ly đang dưỡng lại, cây nó đang có trái luôn nha. Anh chị nào chúng ta thích trồng những cái cây to cây lớn ha. Và cái cây nó đang có trái sẵn trên cây á, thì cô chú anh chị có thể là liên hệ trung tâm cây giống nha. Bên Ly có dạng cây giống nhỏ nè, cây giống lỡ vừa nè, cây lỡ vừa là nó sẽ giống như thế này. Đó. Lỡ vừa này nha bà con. Còn có cây lỡ nhỏ, nó lỡ nhỏ thì 600 ngàn trên một cây, còn cây này là cây lỡ vừa. Cây lỡ vừa thì có lô là 2 triệu rưỡi, có lô thì 3 triệu rưỡi trên một cây ha. Còn cái cây to này là mười mấy triệu trên một cây nha bà con. Cụ thể là 17 triệu trên một cây nha. À, đang có trái rất là nhiều trên cây luôn. Những cái cây giống mà to giống như thế này thì Ly sẽ bao thị trường luôn, không có ai có những cái cây mà to giống như thế này đâu nha. Cái cây mà dạng tầm trung thì có nha bà con. Nhãn lồng Phụng Châu thì trái ăn rất là ngon nha bà con. Quý bà con chúng ta cũng có thể là phát triển để trồng kinh tế được nha. Tại vì cái trái của nó, cái cơm nó rất là dày. Cái hạt nó rất là nhỏ luôn. Và một năm nó sẽ ra được 2 vụ trái, nó những loại nhãn khác đâu có một năm được 2 vụ trái đúng không ạ? Chỉ riêng về giống nhãn lồng Phụng Châu thì một năm nó sẽ ra được 2 vụ trái. Người ta còn gọi là nhãn lồng tiêu tứ quý tại vì bạn này là nhãn lồng nè. Cái hạt nó nhỏ đó nha bà con. Nó sẽ ra trái nhiều vụ trên năm. Những anh chị khác kia chia sẻ là ra trái quanh năm, nhưng mà Ly chia sẻ và khẳng định cho quý bà con chúng ta luôn, một năm chỉ được có 2 vụ trái trên cây thôi nha bà con. Trái này ăn rất là ngon, cái hoành trái to lắm. Nó to có thể là bằng cái ly uống rượu luôn nha bà con, nó to vậy đó. À, cái cây to cây lớn của bên trung tâm cây giống nha. Bên Ly có nhiều cây nhãn to nhãn lớn lắm, nhưng mà chỉ riêng có một cây duy nhất thôi, là chỉ có một cây duy nhất là cái hoành nó to giống như thế này đó, là 17 triệu trên một cây nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống nha bà con, theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Cái bên thì có cây nhãn lông trắng cũng rất là đẹp nè, nhãn lông trắng hình thú ha, hoành này là cỡ thước rưỡi á, hoành to, cây nhãn lông trắng hình thú đó đó. Thì địa chỉ của trung tâm cây giống thì được đặt ở đường 868B ha, ấp Mỹ Hoa, xã Mỹ Hành Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang nha. Chỉ xài hai số hotline hiện trên màn hình 0345679887 hoặc là 0777403339 ha bà con. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta nha.